Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ngày 8 tháng 5, hàng chục hộ dân đã đến trụ sở Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Thủ Đức để thực hiện thủ tục nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 3. Dự án Vành đai 3 đi qua thành phố Thủ Đức có chiều dài 14,75 km, gồm cấu phần 1A với 72 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị giải tỏa và cấu phần 1B, 2B với 556 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị giải tỏa. Cuối năm 2022, thành phố Thủ Đức đã bàn giao mặt bằng dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn Nhân Trạch, giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3, diện tích đất thu hồi hơn 35 ha. Đối với cấu phần 1B, 2B, chiều dài 12,5 km, tổng diện tích đất thu hồi hơn 99 ha. Tổng kinh phí thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến 6.500 tỷ đồng. Ngày 25 tháng 4, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đã ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt chính sách, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, phương án đào tạo chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm giai đoạn 1 đối với 303 trường hợp với số tiền chi trả bồi thường dự kiến 2.300 tỷ đồng. Qua tiếp xúc vận động, đến nay có 111 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đồng thuận chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đăng ký bàn giao mặt bằng và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư, số tiền dự kiến chi trả là 900 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hữu Anh Tứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức cho hay, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đã chuẩn bị 239 nền đất tại khu tái định cư Long Bình, Long Thạnh Mỹ, khu Long Bửu giai đoạn 2 và 150 căn hộ chung cư C8 Mang Thiện để bố trí tái định cư cho các hộ dân trong dự án. Ngoài ra, còn hỗ trợ người dân các nội dung như tặng bản vẽ xin phép xây dựng nhà mới và cải tạo bản cũ, hỗ trợ người dân tháo dỡ và di chuyển đồ đạc đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống. Thành phố Thủ Đức tiếp tục huy động toàn bộ hệ thống chính quyền tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng, phấn đấu hoàn thành công tác thu hồi đất, bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp, khởi công trước ngày 30 tháng 6 năm 2023 theo tiến độ chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, giá bồi thường đất ở cao nhất là hơn 73 triệu đồng, trong đó nền đất tái định cư cao nhất ở khu Long Bình, Long Thạnh Mỹ là 55 triệu đồng. So sánh giá bồi thường và giá nền tái định cư thì dự án thuận lợi cho người dân bị thu hồi đất. Khi nhận nền tái định cư thì người dân vẫn còn một phần chi phí xây dựng nhà và sớm ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Hữu Anh Tứ nói, trước đó tại Hóc Môn, từ ngày 6 tháng 5, đơn vị bắt đầu chi trả bồi thường cho 332 hộ dân, tổng số tiền bồi thường qua địa bàn huyện khoảng 1.500 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành các quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ tái định cư và mức hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đối với dự án đường Vành đai 3 tại thành phố Thủ Đức, huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, giá bồi thường cao nhất hơn 73 triệu đồng một mét vuông. Thành phố Thủ Đức có các vị trí mức giá bồi thường cao nhất trong 4 địa phương. Giá đền bù cao nhất là đường Nguyễn Duy Trinh tại vị trí 1 là 73 triệu đồng một mét vuông. Vị trí 2 là 51 triệu đồng một mét vuông. Trên đường Nguyễn Xiển, vị trí 1 là gần 70 triệu đồng một mét vuông. Vị trí 2 là 52 triệu đồng một mét vuông. Huyện Hóc Môn, giá đền bù cao nhất thuộc vị trí 1 đường Nguyễn Văn Bứa với giá đất bồi thường gần 35 triệu đồng một mét vuông. Vị trí 1 quốc lộ 22 là 33 triệu đồng một mét vuông. Đối với đất tái định cư cho dự án Vành đai 3, giá đất cao nhất gần 26 triệu đồng một mét vuông. Khu vực huyện Củ Chi, giá đền bù cao nhất là trên 19 triệu đồng thuộc vị trí 1, các đường tỉnh lộ 15, đường Võ Văn Bích, đường Hà Duy Phiên. Đơn giá bán nền tái định cư tại huyện Củ Chi có giá từ hơn 13 triệu đồng một mét vuông đến gần 18 triệu đồng một mét vuông. Huyện Bình Chánh, giá đất đền bù cao nhất tại vị trí 1, đường Trần Văn Dầu với mức 42 triệu đồng một mét vuông. Khu vực bên trong vị trí 1, đường này có giá 34 triệu đồng một mét vuông. Với đất tái định cư thuộc khu tái định cư An Hạ, giá đất cao nhất hơn 14 triệu đồng một mét vuông. Ngoài mức giá đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai 3, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Theo đó, mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất là K phẩy bằng 2,5 lần đối với đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất quy định tại quyết định số 02 ngày 16 tháng 1 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Hệ số K phẩy nêu trên không được tính 150% theo điều 3 của quyết định này.
các địa phương có trách nhiệm chỉ đạo rà soát để áp dụng đối với đối tượng và các quy định có liên quan đến khoản hỗ trợ nêu trên, nhất là đối với dự án mà đất nông nghiệp thu hồi của từng hộ dân thực tế không còn sản xuất nông nghiệp, tránh thất thoát ngân sách nhà nước và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung này. Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ về đất, mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm áp dụng đối với nhà đất có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện để tính bồi thường và hỗ trợ về đất. Giá đất để tính trừ nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình cá nhân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính áp dụng theo quy định hiện hành. Theo tìm hiểu, dự án vành đai 3 đi qua thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An được đầu tư giai đoạn 1 với chiều dài hơn 76 km, tổng mức đầu tư 75.300 tỷ đồng. Đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh dài hơn 47 km, tổng mức đầu tư hơn 41.000 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 22.400 tỷ đồng và hơn 18.000 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng hơn 412 ha với 1.683 trường hợp bị ảnh hưởng. Dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công giữa năm nay, cơ bản thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào tháng 6 2025, hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 6 2026. Tuyến vành đai này được xem là trục giao thông chiến lược, ngoài kết nối giao thông còn tạo hành lang đô thị, công nghiệp, không chỉ 4 tỉnh thành dự án đi qua mà tác động cả vùng kinh tế phía Nam. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài gần 80 km đi qua địa phận thành phố Hồ Chí Minh, gần 50 km và 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Theo tiến độ, dự án khởi công vào ngày 30 tháng 6, nhưng đến nay, việc khởi công gặp nhiều khó khăn. Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai, ngày 5 tháng 5, lãnh đạo tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 6 của ban lãnh đạo, trong đó có việc triển khai thực hiện dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh. Theo Sở Giao thông Vận tải, đến ngày 4 tháng 5 vừa qua, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh mới trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định hồ sơ cũng như dự toán xây dựng. Ngoài ra, dự án phải tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công nên việc đảm bảo khởi công dự án vào ngày 30 tháng 6 là rất khó khăn. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa ban hành được hồ sơ thông báo thu hồi đất. Đến nay, dự án cũng chưa xác định được nguồn cung vật liệu san lấp phục vụ thi công. Lãnh đạo tỉnh cho biết, đối với đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu của tỉnh vẫn là khởi công dự án vào ngày 30 tháng 6 theo các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Do đó, lãnh đạo tỉnh đề nghị các cơ quan liên quan phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc, huyện Nhân Trạch phải nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để thực hiện thu hồi đất. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ thủ tục, đồng thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các quy định của pháp luật để thực hiện đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài gần 80 km đi qua địa phận thành phố Hồ Chí Minh, gần 50 km và 3 tỉnh còn lại là Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Toàn tuyến khi hoàn thành sẽ kết nối 5 tuyến cao tốc hướng tâm gồm thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, Dầu Dây, Bến Lức Long Thành, thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, thành phố Hồ Chí Minh Chơn Thành. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 75.300 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách trung ương và địa phương. Đầu năm nay, trong đợt kiểm tra đi kiểm tra dự án đường Tân Vạn Nhân Trạch thuộc vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị 4 tỉnh thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng, khởi công dự án vào tháng 6 2023 để cơ bản thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào tháng 6 2025, hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 6 2026. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.